Chào anh em nhé. Hôm trước thì mình cũng có nói hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn anh em tìm cái các cái bài mồi trên kênh của mình cho nó dễ nhất, gần như là cái gì cũng có hết để anh em bữa sau ví dụ như đấy để cho anh em tìm nó dễ hơn. Đây ví dụ đây là cái kênh của mình, đây là kênh của mình này. Video thì tìm rất chỉ là dễ thôi. Bây giờ mình giả làm một cái giả định là các bạn đi. Ok, thì ở trên cái dòng tìm kiếm này các bạn anh em gõ cho mình là Thính Công Lục. Ở đây thì nó sẽ hiện ra top 1 trên cái công cụ tìm kiếm về cái Thính Công Lục này là của mình. Đây. Ở đây là của mình, ở đây video hiển thị đầu tiên nó cũng là của mình này. Ở đây cũng là của mình luôn. Bây giờ thì mình có thể anh em có thể kích vào đây này thì nó ra trực tiếp kênh của mình luôn. Đó. Đây anh em kích trực tiếp thì nó ra cái kênh của mình. Anh em nào chưa đăng ký thì ấn cái nút đăng ký đỏ đỏ đây ủng hộ mình nhé. Nếu mà đăng ký thì ấn cái nút chuông lên để bật thông báo khi mà mỗi khi mà mình có một cái video mới. Và kích vào ví dụ hoặc không kích vào đấy thì các bạn kích trực trực tiếp vào video đây. Ví dụ kích vào đây chẳng hạn. Ví dụ anh em kích vào đây đúng không? Thì sẽ thấy của mình này. À, bây giờ anh em làm cách nào để mà tìm các cái video của mình dễ nhất? Đây, anh em kích vào cái bên trên cái chữ đăng ký này là cái chữ Thính Câu Lục đây. Anh em kích vào đây này. Đó thì nó sẽ hiện, khi anh em kích vào đấy thì nó sẽ hiện ra cái kênh của mình, nó cũng như kia thôi. Thế anh em sang bên cái mục trang chủ này, vào video này, ở điện thoại thì nó cũng thế thôi, vào mục video này. Đó, khi vào đây thì anh em sẽ thấy tất cả các cái video của mình, và anh em cần video nào thì anh em đọc tiêu đề ở đây, rất chi là dễ. Đây, đến đây thì anh em ấn tải thêm, rất chi là nhiều video, gần 600 video các mà. Đó, anh em tải thêm. Đây là cái cách anh em vào tìm video riêng của mình dễ nhất. Cực kỳ đơn giản thôi. Rất chi là nhiều anh em không biết và mình cũng cũng có nói rất chi là nhiều lần. Đây mình hướng dẫn cho anh em cụ thể để anh em có thể vào tìm đơn giản thôi. Đấy. Cực kỳ nhiều luôn. À, anh em xem này. Đó, video mình quá trời luôn. Đây còn chưa hết cơ. À, quá trời video luôn. À, anh em vào đây, khi anh em vào kích vào kênh đấy thì anh em cứ kéo xuống thôi. Vào bên video này. À, đọc tên, cần video gì anh em tìm đọc tên ở đây, kích vào, xem. À, ví dụ như kiểu là mình trộn cái bài thính ủ đấy thì anh em hỏi thính nền ủ thế nào đây, anh em kéo xuống ví dụ nha. Đây thính nền này, ví dụ kéo xuống đây, đây là thử thách hồ câu này, đấy ra luôn này. Ở đâu nhỉ, không phải cái video này, xin lỗi anh em sẽ thấy thôi. Đây hướng dẫn ủ thính nền ví dụ thế thôi, rất chi là đơn giản. Anh em cần video gì ví dụ mồi câu cá chấm chẳng hạn, cá chép cá trôi gì đấy anh em vào đây tìm thôi, có cả video đi chơi này. Đây hướng dẫn trộn thính câu chấm đen chấm trắng này, ví dụ thế, đơn giản thế thôi đúng không anh em. Trộn mồi lăng xê này, các cái bài mồi lăng xê dưới đây cũng rất chi là nhiều. Thực ra thì anh em mới đăng ký kênh ấy thì anh em đa số là xem những cái video gần nhất, bây giờ là anh em khó tìm những cái video từ trước. Đây là cái cách dễ nhất để anh em vào xem kênh của mình đây này, hướng dẫn thính ủ này, rồi trộn thính đánh lục bài mồi quen thuộc tháng 9 này, thập cẩm chi khuyên này, buộc dây linh này, rồi hướng dẫn sửa máy câu nhiều, nôm na là nhiều, kênh của mình cực kỳ nhiều video luôn. Đấy anh em tìm, đây là cái cách anh em tìm đơn giản nhất nhé, vào mày xem mấy video giải trí đấy, ok. Đó. Đấy ví dụ kích vào cái một video nào đấy chẳng hạn, đây ví dụ anh em thích xem cái video này đó, ấn vào đây thế thôi, like cho một cái đấy, ấn vào đây like cho một cái
đăng ký, anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình. Khi mà đăng ký rồi thì anh em nó có cái chuông ở bên cạnh cái chữ đăng ký này, anh em bật cái chuông lên giúp mình. Rồi, rất chi là đơn giản đúng không anh em? Ở đây là có một cái nay này tình cờ làm cái video này cho anh em thì phát hiện ra có 5 kênh khác đánh cắp bản quyền của mình này. Đây là nó bắt phải đăng nhập rồi. Đây nó bắt phải đăng nhập thì đây tôi sẽ vào mình sẽ bởi vì cái này là tôi giả lập trên một cái giống như kiểu của anh em chứ không phải là của tôi. Đó. Đây. Đây là kênh của tôi. Đây hôm nay thì tôi phát hiện là 5 kênh khác có lấy video của tôi sử dụng. Mà tôi thấy mình anh em này mình thấy một cái rất chịu phải không nhá. Khi mình là cái kênh chính thì cái lượng xem có khi còn thấp hơn cả những cái kênh mà các bạn ấy lấy về các bạn úp lên đây này. Những cái kênh khác lấy của mình này, tuổi thơ nông thôn này. Cái gì đây nữa này, nhỏ ngố hay là cái gì đây, Samajic, Hữu Khánh, rồi tên Tây Tiên Tàu. Đây là 6 kênh hiện tại đang ăn cắp video của mình, rất chi là nhiều. Ở đây mình kích thử vào đây một kênh này, mình tìm rất chi là đơn giản thôi. Ở đây thì mình sẽ yêu cầu các cái bên mà lấy video của mình xóa đi thôi. Còn nếu mà người ta không xóa thì mình sẽ xử lý, mình sẽ kháng nghị và cái kênh đấy thì sẽ bị sập. Mình rất chi là ví dụ như kiểu lấy video của mình hỏi mình ok, đây không hỏi hiếc gì cả về lấy. Xong là đến đây mình kích thử cho các bạn xem. Ví dụ vào kênh của bạn này Samajic cái gì đây này. Đây mình có kích vào cái bên video của bạn ấy. Đây toàn là Hàn Quốc, Hàn Quốc xẻng thôi, hướng dẫn cái gì đấy Hàn Quốc xẻng gì đấy. Không rõ lắm. Bạn này lấy rất chi là nhiều video linh tinh. Đây. Một nguyên bạn này 1 2 3 4 5, bạn nguyên bạn này xơi 5 cái video của mình. Đây toàn là mấy chục nghìn lượt xem. Còn thậm chí còn nhiều hơn là cả cái kênh chính của mình, thế mà oai oăm thế này. Kinh chưa anh em? Đấy nhưng mà bây giờ mình sẽ kích thử vào cái video mà khi mà các bạn ấy lấy của mình về nhá. Anh em sẽ xem bởi vì họ không am hiểu mà. Nên là chắc chắn là những cái câu trả lời không có đâu. Đó là cái video của mình này. Video của mình đàng hoàng luôn. Đó. À đây cũng có một bạn nhìn thấy là video này là video của người khác chứ người làm video tên là Thính Câu Lục mà thực sự là người ta cũng không biết cái gì để người ta trả lời. Không phải ăn cắp mà là ăn trộm, ăn trộm kênh của Thính Câu Lục. Thực ra thì đây mình thử một cái video khác này, cái người ta không biết cái gì mà đâm ra là người ta có nói cái gì đâu các bạn. Đây anh em hỏi quá trời này, bạn ơi khi ủ rồi thế nọ thế kia này, nhưng mà bạn ấy có trả lời được đâu đúng không anh em? Đây hỏi thì quá trời luôn nhưng mà trả lời thì không có, bởi vì họ có biết cái gì đâu, người ta chỉ thấy cái video của mình hot và người ta lấy về thôi, người ta thấy nhiều người xem người ta lấy về người ta úp lên. Như này là không tốt, ít nhất cũng phải xin phép mình qua một câu. Đây tí nữa thì mình sẽ yêu cầu họ gỡ bỏ những cái video này đi. Đây nữa này, video quá trời lấy video mình. Mình sẽ thử một kênh khác nữa, thử kênh này đi. Đây ngay đập vào mặt cái đầu tiên là cái video lấy của mình rồi. Bạn này thì có một video lấy của mình thôi. Anh em xem kinh chưa? Siêu nhạy lăng xê câu lục câu đơn nên bạn này đặt cái tên cực kỳ quái quăm nên là anh em vào xem nhau 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 này anh em xem này. Rất kinh chưa? Kinh chưa? Thính Nền ủ hôm trước đó vào xem clip nào vậy AD? Giọng nói của ông Thính Câu Lục mà sao kênh này cũng có là sao, hay là đã đổi kênh rồi, hay là trộm video vậy? Video ăn trộm lên hỏi cũng đéo biết gì. Thì thực ra thì rất cảm ơn anh em, rất là nhiều bạn biết đấy.
Nhưng mà thực ra thì người ta mục đích người khác, người ta lấy video của mình để với mục đích kiếm tiền. Người ta úp lên đây, người ta không cần trả lời, ai chửi gì thì chửi kệ. Oh, thank you anh em này, chứng tỏ rất chi là nhiều anh em quan tâm đến mình. Ok. Cũng rất chi là nhiều anh em không biết này. Hỏi quá trời quá đất luôn. Hai kênh. Hai kênh, một kênh, hai kênh, ba kênh. Kênh này mấy kênh này là một bốn kênh. 5 kênh, có 5 kênh hiện tại đang sử dụng video của mình. Thì đây mình sẽ yêu cầu xóa hết video đi. Ok. Cái này rất chi là loằng ngoằng đây. Được rồi, để chút nữa mình sẽ làm cái thủ tục về sau. Rồi, trong cái mục hôm nay mình hướng dẫn anh em cái mục tìm video của mình thì rất chi là đơn giản đúng không? Anh em cứ vào đấy thôi. Tìm video của mình rất chi là đơn giản. Anh em cần cái gì? Ví dụ anh em mà cần thính trạo, làm liếc các thứ linh tinh, anh em tìm ở đấy đều có hết mà. Mình cũng có hướng dẫn sơ sơ thập cẩm chi khương đấy. Ok anh em nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký đi. Đăng ký đi rất chi là hấp dẫn. Đây, đây là kênh của mình, mình có bật cái chuông này. Bật chuông thông báo thì anh em ra hỏi cái gì trả lời cái gì tất cả nó sẽ thông báo cho mình. Anh em thế thôi, khi anh em đăng ký kênh của mình thì bật thông báo lên thì nó cũng thế thôi. Khi mình đăng bất cứ cái video gì hoặc là trả lời gì liên quan đến bạn thì nó sẽ thông báo với điện thoại của bạn. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại anh em ở cái video đi câu sau.